Tri thức tốt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức hữu ích đến từ kênh tin tức Tri thức tốt. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết. tổng quan tử vi nữ mạng tuổi giáp thân sinh năm 2004 xem tử vi thấy rằng nữ tuổi giáp thân thuộc quan trẻ có vận tốt đẹp về tình cảm lúc nhỏ được gia đình người thân yêu thương chăm sóc chu đáo lớn lên bước chân vào xã hội nữ giáp thân gặp nhiều vận may trong cuộc sống đời sống tình cảm hạnh phúc trọn vẹn sau kết hôn có nhiều niềm vui sự nghiệp phát triển nhanh chóng có phúc được hưởng tài lộc càng về sau công danh lại càng phát triển thuận lợi Nữ tuổi Giáp Thân nhìn chung gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tình cảm gia đình có nhiều hay đẹp, sự nghiệp ban đầu có những bước khó khăn nhưng bằng vào nỗ lực của bản thân nên nhanh chóng phát triển, có số được hưởng tiền tài. Nữ tuổi Thân hưởng thọ trung bình từ 79 đến 85 tuổi, nếu sống có tâm, ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tính cách người tuổi Thân, những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước tuổi thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi thân truyền cảm hứng, sức sống dồi rào mãnh liệt của mình cho những người xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt nếu làm việc tập thể tuổi thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai nếu có người hơn mình họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công tuy nhiên họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình không để cho ai biết đa số những người tuổi thân làm việc theo cảm hứng nhất thời khi tâm trạng tốt họ làm việc hăng say và hiệu quả còn khi tâm trạng xấu tuổi thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc nam giới tuổi thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên không vì thế mà họ ỉ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi thân gặp nhiều rắc rối họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng chính xác những sai lầm của người khác lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình hơn nữa những người này có tính bảo thủ ít khi lắng nghe lời nhận xét khuyên nhủ của người khác tuổi thân thể hiện sự thông minh nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu hơn nữa họ luôn lựa chọn những việc dễ làm ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao bởi vậy nhiều người cho rằng tuổi thân mưu trí nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi thân văn võ song toàn, vừa có tài vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, bởi tuổi thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi thân năng động và đẩy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn. Nhờ vào sự khéo léo của mình, những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch, tình cảm của giáp thân phải trải qua nhiều thử thách và sóng gió. Phải đến năm 20 tuổi, những người này mới gặp được người sẽ đi cùng họ đến cuối cuộc đời. Sau kết hôn, cuộc sống cũng có phần tươi đẹp, không có nhiều vấn đề trong cuộc sống làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Muốn có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì giáp thân nên tạo dựng được sự nghiệp vững chắc trước khi kết hôn. Sinh vào các tháng 1, 2, 5 và 10 âm lịch. Đây là những người trong tình yêu không có quá nhiều điểm nhấn. Họ thường không quá chú trọng chuyện tình cảm, tình duyên của những người này đến khá muộn. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình đầy đủ về mặt vật chất, còn tình cảm thường không mấy gắn bó. Muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc theo đúng nghĩa thì giáp thân nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình, chăm sóc các thành viên, gắn kết các mối quan hệ. Sinh vào các tháng 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch. Giáp thân sinh vào tháng này trong vấn đề tình cảm gặp nhiều may mắn và niềm vui, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và hoàn mỹ. Sau kết hôn, những người này rất có vận may về tài lộc. Kết hôn với một trong số các tuổi, giáp thân và mậu tý, nữ giáp thân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc về mặt tình cảm đời sống gia đình thoải mái. Sau kết hôn, công danh sự nghiệp phát triển, cuộc sống có nhiều hay đẹp. Kết hôn với một trong số các tuổi, canh thìn và quý tỵ. Sau kết hôn, nhiều vận may tài chính đến cửa. Nữ giáp thân sẽ có một cuộc sống giàu sang, sung túc về mặt vật chất, không phải lo lắng tới bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống. Kết hôn với một trong số các tuổi nhâm ngọ và tân tỵ, Sự kết hợp này sẽ đem đến cho giáp thân nhiều điều may mắn cho công việc và sự nghiệp. Sau khi kết hôn, không chỉ tình cảm phát triển mà còn thu hút rất nhiều vận tiền tài. Kết hôn với một trong số các tuổi Bính Tuất, Nhâm Thìn, cuộc sống hôn nhân của nữ giáp thân sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề tài chính. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Sửu, Quý Mùi, cuộc sống có nhiều điều không thuận lợi, sau kết hôn nhiều chuyện buồn phiền xảy đến khiến họ buồn lòng. Để cuộc sống được cải thiện hơn, ngoài việc cố gắng chăm chỉ làm việc, thì nữ giáp thân cũng nên dành chút thời gian để củng cố tình cảm vợ chồng. Trong cuộc đời có những năm mà nữ giáp thân không nên tổ chức hôn lễ hay những chuyện trọng đại, đó là 20, 26, 32 và 44 tuổi. Do những năm này xung khắc với tuổi nên nếu kết hôn thì cuộc sống hôn nhân sẽ không được may mắn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Gia đình và sự nghiệp. Về gia đình, nữ giáp thân khi còn nhỏ nhận được nhiều sự yêu thương và che chở của cha mẹ. Cuộc sống trải qua hạnh phúc và không có áp lực. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân khá hòa thuận và đầm ấm. Về sự nghiệp, sự nghiệp ban đầu có nhiều khó khăn, tuy nhiên lại phát triển rất nhanh chóng. Năm 27 tuổi, giáp thân có nhiều vận may về tiền tài, là năm rực rỡ nhất trong cuộc đời họ. Tuổi hợp làm ăn, giáp thân nếu có ý định tìm người hợp tác làm ăn kinh doanh thì nên cân nhắc lựa chọn những người sau đây, đó là giáp thân đồng tuổi, Mậu Tý, Canh Dần. Do hợp mệnh nên nếu làm ăn hợp tác với những người này, sẽ rất có lợi về tiền bạc, nhiều vận may, đạt được kết quả công việc như mong muốn. Tuổi đại kỵ Nữ giáp thân đại kỵ với các tuổi Ất dậu, đinh hợi, tân mão, đinh dậu, kỷ hợi và kỷ mão. Nếu hợp tác làm ăn với những người này, thì có thể đem đến nhiều điều không hay, nhiều rủi ro, chắc trở trên phương diện tiền bạc. Nếu kết hôn thì cuộc sống gia đình có thể cũng vướng phải thị phi, tình cảm không thuận lợi, những khó khăn, khúc mắc có thể làm ảnh hưởng xấu tới tình cảm gia đình. Những năm khó khăn nhất trong cuộc sống sẽ có những năm mà nữ giáp thân gặp nhiều khó khăn, nhiều vướng mắc trong chuyện gia đình và sự nghiệp, đó là năm 24, 28, 32 và 36 tuổi. Những năm này, họ nên cẩn thận trong từng quyết định, tránh những sai sót không cần thiết. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, xuất hành vào thời điểm tốt đẹp sẽ đem đến nhiều vận may cho những dự định mà giáp thân sắp thực hiện. Ngày giờ xuất hành đẹp nhất của giáp thân là thời điểm những ngày chẵn. Diễn tiến tử vi từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi, tình cảm trong năm có nhiều sự biến đổi, cần chú ý hơn, không nên quá tin tưởng vào người khác kẻo bị lợi dụng. Năm 19 tuổi, cuộc sống có nhiều chuyện không vui, tình cảm có nguy cơ đổ vỡ. Năm 20 tuổi, có tin vui trong thi cử, trong năm công việc có bước phát triển, cuối năm có hoạch tài. Năm 21 tuổi, trong năm tình cảm phát triển tốt đẹp, một mối tình như mơ sẽ đến trong những tháng đầu năm. Năm 22 tuổi, thích hợp để kết hôn, trong năm có nhiều vận may về tiền bạc. Từ năm 23 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 23 tuổi, cuộc sống gặp phải nhiều khó khăn, làm ăn kinh doanh cần cẩn thận, chú ý không nên đầu tư quá nhiều, tránh gây rắc rối, vướng phải thị phi. Năm 24 tuổi, công việc sự nghiệp phát triển, có bước tiến mới vượt bậc, nhiều cơ hội thăng tiến mở ra. Năm 25 tuổi, xuất hành đi làm ăn xa sẽ gặp nhiều may mắn, trong năm có vận tiền tài. Năm 26 tuổi là năm tốt đẹp, công danh sự nghiệp vững chắc, đem lại nhiều lợi ích to lớn. Năm 27 tuổi, trong cuộc sống có nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi. Năm 28 tuổi, đề phòng bệnh tật vào cuối năm. Năm 29 tuổi, tình cảm gia đình phát triển tốt đẹp và thuận lợi, cuối năm có niềm vui bất ngờ. Năm 30 tuổi, cần cẩn thận hơn trong chuyện làm ăn tránh bị kẻ gian lợi dụng, chú ý tới sức khỏe, đề phòng mắc bệnh. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi cẩn thận hơn về sức khỏe, trong năm cuộc sống gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc, công việc có phần thuận lợi hơn so với những năm trước. Năm 32 đến 35 tuổi, công việc gia đình bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, cuộc sống có nhiều niềm vui, đầy đủ hạnh phúc từ tiền bạc tới tình cảm. Trong năm nếu sinh thêm con sẽ rất may mắn. Năm 37 tuổi, thích hợp làm ăn kinh doanh, đầu tư lớn, là năm may mắn nên làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt đẹp. Năm 38 tuổi, trong gia đình có nhiều vướng mắc, công việc làm ăn không thuận lợi, gặp phải điều cản trở. Năm 39 tuổi, tình cảm gia đình có phần không vững, trong năm nên dành nhiều thời gian hơn chăm sóc gia đình và con cái. Năm 40 tuổi, tài lộc trở lại, cuộc sống có nhiều vận may về tiền bạc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi, hạn chế làm ăn lớn, tránh thất thoát tiền bạc. Năm 42 tuổi là thời gian tốt đẹp để gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình, cuộc sống có thêm nhiều thú vị. Năm 43 tuổi, cần cẩn thận hơn trong mọi quyết định làm ăn, tránh hao tài. Năm 44 tuổi, trong năm không nên đầu tư quá lớn, sự nghiệp có phần không phát triển. Năm 45 tuổi, năm này nhiều chuyện không vui, nhất là trong gia đình. Cuộc sống có nhiều khúc mắc, từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi, gia đình có nhiều chuyện vui, trong năm có tin vui đến từ con cái. Năm 47 tuổi, tình cảm có phần gắn bó hơn, đời sống gia đình thêm tốt đẹp, cuối năm tài lộc phát triển. Năm 48 tuổi, công danh sự nghiệp có phần phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội rộng mở, tuy nhiên gia đình có nhiều chuyện không vui. Năm 49 và 50 tuổi, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình công việc trong năm không có gì đổi khác. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Năm 51 tuổi, tình cảm phát triển đẹp, nhận được nhiều sự quan tâm của người thân. Năm 52 tuổi, có chút vấn đề tài chính, có thất thoát nhưng không nhiều. Năm 53 tuổi, trong năm hạn chế đầu tư tiền bạc, cẩn thận hơn về bổn mạng. Năm 54 tuổi, con cái có chuyện vui đem đến nhiều may mắn cho gia đình. Năm 55 tuổi, sức khỏe có phần yếu kém, cẩn thận hơn khi ra ngoài. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong năm có nhiều vấn đề xảy tới, tâm trạng ức chế làm sức khỏe suy giảm. Năm 57 tuổi, cuộc sống diễn ra bình thường, không có điểm gì chú ý. Năm 59 và 58 tuổi, sức khỏe giảm sút, nhiều điều không vui trong cuộc sống. Năm 60 tuổi, cuộc sống bình thường, sức khỏe có phần khá hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.